Chào các bạn, sau đây mình sẽ làm một cái video về hướng dẫn về cách lắp đặt sử dụng cái phao điện này. Đây, nó mô tả phao điện bắt mở nước lên bồn hoặc là có thể bơm ở các bể phốt. Có thể các bạn lắp trực tiếp vào các bể phốt, khi bể phốt nó đầy nó tự động nó bơm. Đấy, nếu mà lắp vào bể phốt thì nó sẽ sử dụng ở chế độ là đầy sẽ tự động bơm và cạn sẽ tự động ngắt. Đấy, còn nếu mà bơm lên téc nước thì là bơm nước lên téc thì nó sẽ là chế độ ngược lại là cạn sẽ tự động bơm và đầy sẽ tự động ngắt. Đây, hình thù thực tế của nó là đây. Bên trong cái quả phao này nó có một chút nước không? Đấy, nó không đầy hẳn, nó sẽ có thể nổi được trên bể nước của các bạn. Đây là cái dây để buộc quả phao. Đấy, còn điểm này là cái điểm để bắt thẳng vào téc nước hoặc là bắt qua cái này bắn lên kệ. Đấy, nó có hai và toàn bộ của nó đây. Trong hộp này có tờ hướng dẫn sử dụng. Đây cái hình thù lắp đây. Sau đây mình sẽ nói chi tiết về nguyên lý của nó. Đây sẽ là cái téc nước, mình sẽ lấy đây là téc nước, đây là khóa van lấy nước dùng, van xả đáy này, đây là quả số 2, đây là quả số 1, đây là công tắc bình thường của nó thì đây là điện lưới 220V, còn đây là motor máy bơm. Đấy. Cái phao này nó có thể chịu được từ 10 đến 15A, chỉ là dòng điện đấy. À, chịu được 10 đến 15A. Và mỗi 1 kg là tương đương với dòng 5A. 1 kg là 1 kW đấy. Tức là 1.000W đấy, tương đương với 5A. Tiếp điểm A1B1 và A2B2. A2B2 thì có nghĩa là tiếp điểm A và tiếp điểm B. Thì nó có hai vấn đề, đấy là một cái là cạn thì sẽ tự động bơm và đầy sẽ tự động ngắt, và một cái là đầy sẽ tự động bơm và cạn sẽ tự động ngắt. Thì đây là mình đang lấy ví dụ là bơm vào téc nước. Đây ví dụ đây là cái mức cạn của nó đi. Mức cạn này thì là sẽ là quả số 1, quả số 2 đều bị treo. Đấy. Treo và nó có một lực tác động lên cái công tắc này, do hai cái quả này nó chứa nước nên nó nặng, nó sẽ kéo cái công tắc của cái dơ le này. Cái dơ le này nếu mà mọi người tháo ra thấy bên trong nó chẳng qua nó chỉ là một cái công tắc điện, giống như kiểu cái công tắc mình bật tắt bóng đèn ở trong gia đình mình ấy. Đấy, thì lúc đấy nó cạn rồi thì sẽ hai quả này sẽ bị treo như thế này và nó sẽ tác động lên cái công tắc trên này, thì là nó sẽ tiếp đóng điện vào, là lúc đấy là điện lưới 220V này vào thẳng máy bơm. Đấy, này nó vào thẳng máy bơm. Đấy, còn khi mà cái quả số 2 này lên với quả số 1
và nó tiếp tục nó sẽ lên nữa, bởi vì khi nước nó đầy, sau khi bơm nước đầy quả này sẽ nâng dần lên trùng với điểm quả số 1. Quả số 1 này sau đó là hai quả này sẽ tiếp tục nâng lên nữa, thì cái đoạn dây này nó sẽ trùng trùng và lúc đấy là cái lá lò xo trong này nó sẽ đẩy, không có lực tác động vào cái công tắc này nữa, nó sẽ đẩy cái tiếp điểm này ra, đẩy lên phía trên này, thì lúc đấy là ngắt điện. Đấy, thì là cái máy bơm này sẽ không chạy nữa. Đấy. Nguyên lý của nó đơn giản là như vậy. Đây, đầy nước hai quả phao sẽ gần nhau, nhả công tắc tương đương mình rút điện. Đấy. Nó gần nhau nên là có nghĩa là quả số 2 lên với quả số 1 này, và tiếp tục cả hai quả cùng lên. Hai quả cùng lên cái điểm này, cái đoạn dây này sẽ trùng. Cạn nước hai quả phao treo tối đa theo mức ta đặt, nặng sẽ kéo công tắc đóng lại, tiếp điện tương đương ta cắm phích điện làm cho máy bơm chạy, là cái này đây. Đây là cái điểm cạn này, quả số 1 quả số 2 đều kéo căng này. Nên mình sẽ nói thêm về các cách đấu nối, có rất nhiều cách để đấu nối. Mạch tự động cầu với cầu dao đảo chiều này, sơ đồ của nó đây, mạch tự động với cầu dao đơn dùng cho máy bơm này. Mạch tự động dùng cho công tắc đơn dùng cho máy bơm này. Công tắc đơn này thì nó chỉ những cái công tắc như kiểu công tắc đèn đấy, thì nó chỉ sử dụng được cho loại cho loại máy bơm mà có dòng tối đa tầm độ 5 ampe thôi, vì các công tắc này nó cũng chỉ chạy được dòng tối đa 5 ampe thôi, dòng tối đa 5 ampe. Còn đây, đây nguyên lý của nó này, cầu dao đảo chiều nó cũng sẽ có 6 chân. Đây, cầu dao đảo chiều sẽ có 6 chân này, 1 2 3 4 5 6. Đấy, sẽ có 6 chân. Chân điện lưới AC là 1 2 này. 3 4 là chân đấu trực tiếp vào máy bơm này. Có thể đấu với ổ cắm máy bơm qua ổ cắm để chủ động khi cần thiết. 5 6 là chân đấu với phao điện. À. Một chân nối với chân điện lưới AC, chân số 5 này, quay vòng về chân số 1 này. Chân số 6 nối vào phao điện A2 hoặc B2. Đấy. Chân A1 hoặc B1 nối về chân 2. Đây, tổng quát này, tổng tắc AC in, AC vào điện lưới ấy. 1 2 motor men điều khiển chủ động bằng tay, M AC out là 3 4 này. Auto là 5 6 này, điều khiển chủ động men, một với ba, hai với bốn, đấy là tương đương là điện lưới AC đấu thẳng vào cái máy bơm ấy. Chế độ tự động A này là viết tắt của auto, M là viết tắt chữ men, một và năm đấu với nhau.
2 với 6 đối với nhau. Tương đương này. 3 với 5. Có nghĩa là đây, chân số 3 và chân số 5 đấu lại với nhau. 4 với 6 này. Đấy, chân số 4 và chân số 6 này đấu lại với nhau à. Và A2 V2. Đây, có nghĩa là chân này, chân số 6 này sẽ đấu lại với A2 V2. Có nghĩa là hoặc là A hoặc là B. Đấy, còn chân số 2 sẽ đấu với A1 B1. Đây, vòng lại đây. Đây, công tắc này. Nó tương đương với cái này đây. Đấy. Đấu với AC. Đây. Đấy, mạch ở đó. Còn đây là mạch đấu qua công tắc này. Đây, mạch đấu qua công tắc này. 1 2 là AC vào này. 3 4 là AC out là ổ cắm máy bơm này. Đây là máy bơm mình được cắm thẳng vào ổ cắm thì mình đặt là như vậy. Đấy, còn từ chân số 2 đến chân số 4 mình sẽ cắt cái đoạn này ra. Cắt cái đoạn này ra và mình sẽ đấu vào qua công tắc. Ví dụ như lúc nào mọi người muốn chạy chế độ bằng tay thì mọi người đóng công tắc dạng như kiểu mình bật đèn ấy. Đấy, thì lúc đấy là cái điểm tiếp điểm A1 B1 và A2 B2 này nó không có tác động nữa, nó không có tác dụng nữa. Đấy, mình sẽ đóng công tắc này lại là dạng như kiểu mình bật đèn ấy. Thì lúc đấy là cái máy bơm cắm sẵn vào cái ổ cắm ở đây rồi. Cắm sẵn vào cái chân 34 này rồi thì là nó sẽ chạy. Đấy, còn khi mà mình không điều khiển bằng tay nữa thì là mình tắt cái này đi, có nghĩa như kiểu mình tắt đèn đấy. Mình tắt đèn thì lúc đấy là cái chân này nó sẽ có tác động, sẽ có tác dụng này. Lúc đấy là cạn hoặc đầy đấy thì nó sẽ tự động nó bơm và tự động nó ngắt là nằm ở đây. Đấy. Chân này chỉ là chân đầu tắt khi mình muốn điều khiển bằng tay thôi. Cái cầu giao đơn thì đây. Đây, cầu giao đơn này. Quy lý của nó chạy đây. Còn đến sơ đồ chi tiết này. Còn 4 là mạch tự động công tắc với loại công tắc ba định cực này. Là nó là cái loại công tắc mà mình dùng để điều khiển điện cầu thang ấy. Đấy. Dùng điều khiển điện cầu thang. Cái công tắc này nó sẽ có 3 cực, nó đánh dấu ở cũng ở trên đấy là số 1, số 2 và chữ C. Chữ C là chân trung. Đấy, chân chữ C này là đấu với điện lưới. Đấu 1, điểm 1 này là sẽ đấu với phao điện này. Điểm 2 này là trong trường hợp mình muốn chạy bằng tay ấy, mình bật về 2 này. Đấy, đấu ở đây. Đấy, chỉ đơn giản vậy thôi. Nguyên lý rất đơn giản. Đây, mình cho mọi người xem lại một lần nữa. Không có gì khó khăn cả. Rồi, video của mình đến đây là kết thúc. Mọi người nếu thấy hay thì hãy like và chia sẻ và đăng ký kênh của mình. Kênh của mình thì chính xác là nó cũng chỉ là tổng hợp một số kinh nghiệm về máy móc, máy nông nghiệp, rồi máy vi tính, rồi các vật dụng trong gia đình.
Nên là nếu như mọi người có cảm thấy thích kênh của mình thì hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và ai có nhu cầu mà muốn mình tư vấn hoặc là cần các sơ đồ về mấy cái mạch điện trong gia đình ấy, thì có thể liên hệ với mình theo số. Liên hệ với mình theo số 0978 liên hệ với mình theo số 0978 760 984. Có nhu cầu thì liên hệ với mình theo số này. À, đây cũng là số Zalo của mình. Các thông tin trên này mình đều có thể chuyển nó từ bản Word này về dạng ảnh được, nên mọi người yên tâm. Nếu như mọi người có nhu cầu, mình có thể gửi cho mọi người là những cái này về dạng ảnh và chuyển lên Zalo cũng theo số này. Và video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Chúc các bạn thành công.